Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình tiếp tục cung cấp cho các bạn những câu giao tiếp rất là thực tế. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thí dụ chúng ta muốn hỏi là tình hình Hồng Kông thế nào rồi bạn? Tình hình Hồng Kông thế nào rồi cô? Tình hình Hồng Kông thế nào rồi chú? Chúng ta hỏi như thế nào? Hỏi như thế này. Hướng cổng trình phong tỉ ma lị. Hướng cổng trình phong tiểm ma lị. Thì hướng cổng là Hồng Kông. Hướng cổng là Hồng Kông. Trình phong, trình. Chúng ta không đọc tình, không đọc thình, không đọc trình, mà là trình. Trình phong là tình hình. Tiểm là tiểm giỡn, là thế nào. Lị hay là nị đều được. Chữ lị, nị, lị, nị. Cái chữ này chúng ta đọc hai âm, âm nào thì người ta cũng hiểu hết. Có nghĩa là bạn. Lị, nị, lị, nị. Tiểm a lị, tiểm a lị. Thế nào rồi bạn, thế nào rồi chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại cả câu. Hướng cổng trình phong, tiểm a lị. Hướng cổng trình phong, tiểm a lị. Tình hình Hồng Kông thế nào rồi bạn. Rồi, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn trả lời là rất ổn. Dạo này Hồng Kông không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thì nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này. Kỷ hổ chơi cành hớn cỏn, mộ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diêm. Kỷ hổ chơi cành hớn cỏn, mộ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diêm. Thì kỷ hổ có nghĩa là rất ổn, rất tốt, rất khỏe đều được. Chơi cành là gần đây dạo này. Hớn cỏn là Hồng Kông, giải thích rồi. Chơi cành, hớn cỏn là gần đây Hồng Kông hay là dạo này Hồng Kông như thế nào? Mộ là không có. Xẻ khối có nghĩa là cộng đồng ha. Cẩm diêm là nhiễm bệnh á. Cẩm diêm là nhiễm bệnh. Sánh cuốn phay diêm là COVID-19. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Kỷ hữu chơi cành hớn cỏn, mộ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diêm. Kỷ hữu chơi cành hớn cỏn, mộ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diêm. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hỏi và đáp. Hỏi hớn cỏn trình phong tỉ ma lị. Đáp kỷ hữu chơi cành hớn cỏn, mộ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diêm. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói là rất bình an thì sẽ là hữu bình ngón. Hữu bình ngón thì hữu là rất, bình ngón là bình an. Khi chúng ta muốn nói rất bình an là hữu bình ngón. Cùng nhau đọc lại. Hữu bình ngón. Rồi, chúng ta muốn nói là vậy thì mừng. Nói như thế này. Cẩm chào thai hữu la. Cẩm chào thai hữu la. Cẩm chào thai hữu la có nghĩa là vậy thì rất mừng. Vậy thì rất mừng. Cẩm chào thai hữu la. Cẩm chào có nghĩa là vậy thì. Thai hữu có nghĩa là rất tốt ha. Cái gì đó rất là tốt thì là thai hữu. Cẩm chào thai hữu la. Cẩm chào thai hữu la có nghĩa là vậy thì rất mừng. Rồi, chúng ta cùng nhau nói và đáp nè. Hữu bình ngón. Hữu bình ngón. Cẩm chào thai hữu la. Cẩm chào thai hữu la. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta muốn nói là Việt Nam tình hình căng quá thì nói như thế nào? Việt Nam tình hình căng quá nói như thế này. Việt Nam tình phong hữu cảnh chớn. Việt Nam tình phong hữu cảnh chớn. Thì Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam là Việt Nam. Tình phong giải thích rồi. Tình phong là tình hình. Cảnh chớn là căng thẳng.
Hữu là rất, hữu cảnh chớn có nghĩa là rất là căng thẳng, hay đơn giản là căng quá. Hữu cảnh chớn, hữu cảnh chớn. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn. Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn có nghĩa là Việt Nam tình hình căng quá. Rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn nói là tôi có xem tin tức nên cũng biết được tình hình, cũng thấy căng. Tôi có xem tin tức nên cũng biết được tình hình, cũng thấy căng. Thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Như thế này. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tô trình phong tố hữu cảnh chớn. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tô trình phong tố hữu cảnh chớn. Thì chúng ta cùng nhau giải thích là ngọ là tôi, tú là cũng, dậu là có, thảy là xem, sánh mạnh là tin tức, sở di là cho nên, tú là cũng, chí tu là biết, trình phong là tình hình, tú là cũng, hữu cảnh chớn là rất căng thẳng. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tu trình phong tố hữu cảnh chớn. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tu trình phong tố hữu cảnh chớn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn. Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tu trình phong tố hữu cảnh chớn. Ngọ tú dậu thảy sánh mạnh, sở di tú chí tu trình phong tố hữu cảnh chớn. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói nhưng không sao đâu, dịch bệnh từ từ sẽ giảm, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Tàn hành cảnh diêu lá, dịch trình màn mãn gửi cảm xỉu ke. Tàn hành cảnh diêu lá, dịch trình màn mãn gửi cảm xỉu ke. Thì tàn hay có nghĩa là nhưng mà, hay đơn giản là nhưng. Cảnh diêu có nghĩa là không sao đâu. Tàn hay cảnh diêu lá, nhưng mà không sao đâu. Tiếp tục. Dịch trình có nghĩa là dịch bệnh. Màn mãn có nghĩa là từ từ. Màn mãn có nghĩa là từ từ. Nguội là sẽ, cảm xỉu là giảm đi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Tàn hành cảnh diêu lá, dịch trình màn mãn quỳ cảm xỉu ke. Tàn hành cảnh diêu lá, dịch trình màn mãn quỳ cảm xỉu ke, có nghĩa là nhưng mà không sao đâu, dịch bệnh từ từ sẽ giảm. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói là chắc cũng vài tháng, thì chúng ta nói như thế nào? Chắc cũng vài tháng, thì chúng ta nói như thế này. Thảy lì tú yêu kỹ coi duyệt. Thảy lì tú yêu kỹ coi duyệt. Thì thảy lì có nghĩa là xem ra chắc. Thảy lì tú là cũng, yêu là cần hay là phải, kỹ coi duyệt. Duyệt là tháng, kỹ coi duyệt có nghĩa là vài tháng. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Thảy lì tú yêu kỹ coi duyệt. Thảy lì tú yêu kỹ coi duyệt có nghĩa là chắc cũng vài tháng. Thế là dịch bệnh muốn giảm đi thì cũng phải mất vài tháng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói thế thì không bệnh chết cũng đói chết, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Cẩm chầu bàn sĩ tú ngò sĩ. Cẩm chầu bàn sĩ tú ngò sĩ. Thì cẩm chầu có nghĩa là thế thì, là không, bàn là bệnh, sĩ là chết, tú là cũng, ngò là đói, sĩ là chết. Bàn sĩ tú ngò sĩ. Bàn sĩ tú ngò sĩ. Bàn sĩ có nghĩa là không bệnh chết, tú ngò sĩ cũng đói chết. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu.
Cẩm chầu bàn sĩ tú ngò sĩ. Cẩm chầu bàn sĩ tú ngò sĩ. Thì chúng ta cùng nhau nói và đáp nè. Văn hay cảnh nhiều lá dịch trình mạnh mãn quy cảm xỉu ke thảy lì tôi yêu kỹ coi duyệt. Tàn hay cảnh nhiều lá dịch trình mạnh mãn quy cảm xỉu ke thảy lì tôi yêu kỹ coi duyệt. Đáp cẩm chồng bàn sĩ tú ngò sĩ. Cẩm chồng bàn sĩ tú ngò sĩ. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là nói thật, đói không chết, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này: lụ sạch cỏn ngò sĩ ke. Lụ sạch cỏn ngò sĩ ke. Thì lụ sạch có nghĩa là thật, phải không? Lụ sạch có nghĩa là thiệt tình, là thật tình. Cỏn là nói. Lụ sạch cỏn có nghĩa là nói thật hay là thật ra mà nói, đều giống nhau thôi. Ngò là đói, sĩ là chết, sĩ là không chết, sĩ ke có nghĩa là không chết, không chết đâu. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lụ sạch cỏn ngò sĩ ke. Lụ sạch cỏn ngò sĩ ke, nói thật đói không chết. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp: cẩm chồng bàn sĩ tú ngò sĩ. Lụ sạch cỏn ngò sĩ ke. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta muốn nói chịu khổ xíu đi thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: ngài chịu xin lá, ngài chịu xin lá. Thì ngài chịu có nghĩa là chịu đựng, chịu khó, chịu khổ, nói chung là ngài chịu xín lá. Ngài chịu xín lá có nghĩa là chịu khổ xíu đi, ngài chịu xín lá. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói là phải dạy hết cách rồi thì nói như thế này: hay ke mụ cậy lá. Hay ke mụ cậy lá. Hay ke có nghĩa là phải dạy thôi. Hay ke mụ là không có. Cẩy cẩy có nghĩa là những cái mưu mẹo ha, cái cách. Mụ cẩy lá có nghĩa là hết cách rồi. Mụ cẩy lá có nghĩa là mụ bàn phạt, mụ phón phạt, mụ phạt. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: hay ke mụ cẩy lá. Hay ke mụ cẩy lá. Hay là ngày xưa đó, những cái người mà thời cha mẹ của mình á, thí dụ như thời mà người lớn tuổi đó, thì người ta thường hay nói là mụ pha chỉ ha. Mụ pha chỉ, mụ pha chỉ có nghĩa là hết cách. Mụ pha chỉ có nghĩa là mụ phón phạt ha, hay là mụ cẩy đều được. Mụ cẩy, mụ pha chỉ hay là mụ phón phạt đều có nghĩa là hết cách rồi. Thì các bạn lưu ý ha, những người xưa thì người ta thường hay nói là mụ pha chỉ, mụ pha chỉ ha, cái nào cũng được hết. Rồi bây giờ chúng ta nói và đáp: ngài chịu xin lá hay ke mụ cải lá. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói là không có cơm ăn thì ăn cháo, chúng ta nói như thế nào? Không có cơm ăn thì ăn cháo, nói như thế này: mụ phàn xịt chào xịt chúc. Mụ phàn xịt chào xịt chúc. Thì mụ là không có, phàn là cơm, xịt là ăn. Mụ phàn xịt có nghĩa là không có cơm ăn. Chào là thì, là xịt là ăn, chúc là cháo. Cùng nhau đọc lại trọn câu: mụ phàn xịt chào xịt chúc. Mụ phàn xịt chào xịt chúc có nghĩa là không có cơm ăn thì ăn cháo. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói là hy vọng dịch bệnh qua mau thì nói như thế này: hí mòn dịch trình
phai tí co. Hí mòn dịch trình, phai tí co thì hí mòn là hy vọng, dịch trình trình trình, dịch trình có nghĩa là dịch bệnh, phai là nhanh, phai tí là nhanh hơn một chút, co là qua đi. À, phai tí co có nghĩa là qua mau ha, qua mau. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hí mòn dịch trình phai tí co. Hí mòn dịch trình phai tí co có nghĩa là hy vọng dịch bệnh qua mau. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Nói mũ phàn cho sự chúc. Hí mòn dịch trình phai tí co. Rồi bây giờ tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn kêu bạn mình hãy bảo trọng sức khỏe, chúng ta nói như thế này: lị bủ trùng sánh thảy kiền hón. Lị bủ trùng sánh thảy kiền hón thì sánh thảy kiền hón là dồi dào sức khỏe hay là sức khỏe nói chung. Bủ trùng là bảo trọng, lị bủ trùng có nghĩa là bạn hãy bảo trọng hay là bạn bảo trọng. Cùng nhau đọc lại trọn câu: lị bổ trùng sánh thảy kiền hón. Lị bổ trùng sánh thảy kiền hón, bạn hãy bảo trọng sức khỏe. Rồi thì khi mà nghe bạn mình chúc thì mình cũng chúc lại bạn mình y vậy á, thì nói là bạn cũng vậy. Lị tú hầy, lị tú hầy, lị tú hầy có nghĩa là bạn cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Lị bổ trùng sánh thảy kiền hón. Lị tố hay. Rồi thì đó là những câu đối đáp rất là thông dụng. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại một lần để khắc ghi hơn nè. Chúng ta bắt đầu. Hán cổng trình phong tỉ ma lị. Hán cổng trình phong tỉ ma nị. Tình hình Hồng Kông thế nào rồi bạn? Kỷ hữu chơi cành hớn cỏn, mụ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diềm. Kỷ hữu chơi cành hớn cỏn, mụ xẻ khối cẩm diêm sánh cuốn phay diềm. Rất ổn, dạo này Hồng Kông không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hữu bình ngón, hữu bình ngón, rất bình an. Cẩm chào thai hữu là, cẩm chào thai hữu la, dậy thì rất mừng. Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn, Việt Nam trình phong hữu cảnh chớn, Việt Nam tình hình quá căng, Việt Nam tình hình căng quá. Ngọ tú dậu thảy sánh mành, sở di tú chí tu trình phong tú hữu cảnh chớn. Ngọ tú dậu thảy sánh mành, sở di tú chí tu trình phong tú hữu cảnh chớn. Tôi cũng có xem tin tức cho nên tôi cũng biết tình hình cũng thấy căng. Tàn hài cảnh nhiêu lá, dịch trình màn mãn quỷ cảm xỉu ke. Tàn hài cảnh nhiêu lá, dịch trình màn mãn quỷ cảm xỉu ke. Nhưng không sao đâu, dịch bệnh sẽ từ từ giảm. Thảy lì tú yêu kỹ co duyệt, thảy lì tú yêu kỹ co duyệt, xem ra chắc cũng vài tháng, chắc cũng vài tháng. Cẩm chào bèn sĩ tú ngò sĩ, cẩm chào bèn sĩ tú ngò sĩ, thế thì không bệnh chết cũng đói chết. Lụ sạch cỏn ngò m sĩ ke, lụ sạch cỏn ngò m sĩ ke, nói thật đói không chết. Ngài chịu xín lá, ngài chịu xín lá, chịu khổ xíu đi. Hay ke mụ cậy lá, hay ke mụ cậy lá, phải vậy, hết cách rồi. Mụ phàn xịt cho xịt chút, mụ phàn xịt cho xịt chút, không có cơm ăn thì ăn cháo.
Hí mòn dịch trình phai tí co. Hí mòn dịch trình phai tí co, hy vọng dịch bệnh qua mau. Lị bổ trùng sánh thải kiện hón. Lị bổ trùng sánh thải kiện hón, bạn hãy bảo trọng sức khỏe. Lị tố hầy, lị tố hầy, bạn cũng vậy. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Và đây là những mẫu câu rất là thực tế, đối đáp các bạn có thể áp dụng ngay vào trong cuộc sống ha. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tó chè tài cá sấu thảy, choi kiên, hà chạp kiên.